Good morning, xin chào các bạn. Mình đang ngồi ở đây chờ cái nhà thuốc nó làm xong thuốc cho bác sĩ cho đó, là mình vô mình lấy, tại vì họ không có được ngồi ở bên trong nữa. Phải ngồi trong xe chờ. Thì giờ tình hình là như vậy đó. Mình thấy cuộc đời nó sẽ không còn như xưa nữa đâu. Những cái chuyện mà người ta đi đi đám đông này nọ là không biết còn với lại những cái ho cái xì ở ngoài công cộng rồi là coi bây giờ coi như là một cái chuyện mà rất là tệ, rất là người ta ghét, còn tệ hơn là đi tiểu bậy nữa. Chưa từng thấy bao giờ mà một cái chuyện nó sẽ đổi cả thế giới, ảnh hưởng đến cả thế giới mà nó sẽ đổi những cái thái độ của người ta và đổi với nhau. Có nhiều trải qua nhiều cái tai nạn ở đây ấy. Cái mình nhớ cái lần mà động đất năm 89 rất là nặng thì ai cũng sợ hãi hết á, nhưng mà người ta vẫn còn rất là bình tĩnh. Mình nhớ đi học trong trường mình đi về đó thì thường thường cái thời gian khoảng chừng 15 phút về tới nhà đây, mà hôm đó mình về tới nhà là khoảng một tiếng mấy luôn, là tại vì ai cũng ồn ồn đi ra về, nhưng mà đèn đuốc rồi đèn xe rồi được cúp hết rồi. After earthquake là nghĩa là sau khi mà động đất rồi nó sẽ còn rung lâu, khoảng chừng mấy phút cái nó rung thêm á, nó còn động đất thêm, rồi là aftershock nhé. Thì mình nhớ trong ngồi trong xe mà người ta đến ngã tư rồi ai cũng nhường nhau á, ai cũng từ từ, không có cảnh sát, không có gì hết á, nhưng mà ai cũng rất là lịch sự, rất là ai nhường nhẹ nhau. Thời đại bây giờ ấy, mình nghĩ tới bây giờ thì có hai loại người, và số đa số là người ta tốt với nhau. Thí dụ như đến sắp hàng, đến đi mua đồ được, ai cũng nhường cho nhau rồi cũng rất là lịch sự với nhau, không nhất chỉ có một hồi số nhỏ là có vẻ cái thái độ rất là kỳ cục. Như mà trên báo ấy, như mình đã cá nhân thì mình cũng chưa có tìm thấy được, nhưng mà thấy người ta chửi nhau rồi chửi, nhất là về người Á Đông, nghĩa là không bất chấp trắng đen mễ hay cái giống gì mà nó tự nhiên nó nhìn thấy người Á Đông là nó ghét. Một số nhỏ thôi nha, kỳ cục. Rồi cũng có nhiều cái thái độ của người ta, như người Việt mà làm từ thiện, nghĩa là làm khẩu trang rồi giao cho người ta này nọ đâu đó, rất là nhiều. Giống như những người hôm nọ Tuấn Marine, bạn của mình cũng làm YouTube kể, thì là những người làm nail họ đem họ tặng cho những cái nhà thương clinic rồi mấy cái khẩu trang, tại vì họ rất là cần mấy cái đó. Thì những cái chuyện mà tai nạn như vậy đó, nó sẽ xảy ra, nhưng mà đa số là tốt, mà có một số nhỏ là nó rất là tệ như vậy. Tình hình bây giờ đi gặp bác sĩ rất là khó, không có được, tại vì bác sĩ không có muốn gặp mà những bệnh nhân mà mình chuyện bình thường này nọ đó, phải không, là họ chỉ gọi phone nói chuyện với mình rồi thôi. Còn nếu như mà khẩn cấp lắm á, chạy tới cái emergency mà nó coi mình như là sắp chết nó mới đem cho vô, chứ còn thôi là mình mà nghĩ mà mình có bệnh dịch đi nữa mình cũng phải gọi bác sĩ, chứ mình không có chạy tới được. Cái gọi là cái y tá healthcare, là y tá bảo hiểm của Mỹ này, nó rất là ngộ nghĩnh, nó rất là complicated là gì, rắc rối. Mình nhớ mình qua đây hồi năm 79 đúng không, thì mới đến thì không có insurance, đâu có bảo hiểm gì đâu. Rồi đến lúc mình đi làm được cái job đầu tiên đó, thì có bảo hiểm. Thời đó là một là mình nghèo, mình lãnh welfare thì có insurance, có bảo hiểm bác sĩ, có chính phủ. Còn mà làm việc ít thì không có bảo hiểm, hay là không làm thì không có bảo hiểm. Chỉ làm cho những công ty nào tốt thì mới có bảo hiểm. Thì lúc đó mình nhớ mình làm cho một công ty cũng rất tốt thì có bảo hiểm. Rồi cũng không có khó lắm, những công ty nó có bao nhiêu bảo hiểm gì đó rồi là mình có thôi, nó nhập cho đó thôi.
đi bác sĩ thì mình muốn chọn bác sĩ trong cái vùng mình nè, chọn ông nào cũng được hết á, rồi ông là ông chính. Thí dụ như mình lỡ có đi qua bên LA mà bệnh mình có đi bác sĩ cũng được, không sao, chỉ cần đưa cái thẻ ra là được rồi, bảo hiểm nó trả tiền. Đến 10 năm sau bắt đầu nó hơi rắc rối, như là nó có cái system, nghĩa là mình phải gặp bác sĩ của mình thôi, không được gặp bác sĩ nào hết. Muốn gặp bác sĩ nào phải gọi bác sĩ của mình, rồi bác sĩ đó mới cho là ok, rồi mới được gọi là bảo hiểm, rồi gọi bác sĩ, rồi hai bên ông đồng ý rồi mình mới được đi gặp bác sĩ khác. Đó, rồi đến lúc một lần nữa thì cái bảo hiểm, những lúc đó thì những người nào mà chưa có việc làm là cũng không có bảo hiểm nha, là chịu thôi, chỉ trả tiền mặt, không thôi lại chịu chết thôi, không thôi là nghèo thiệt nghèo, lại lãnh welfare thì có tiền mà chính phủ nó lo. Là mình trong cái bảo hiểm nó lại tách ra một cái là gọi là trong chi nhánh hoặc là ngoài chi nhánh nữa, thí dụ như gọi là PPO hoặc là MMO gì đó quên mất rồi. Thì mình phải mua một cái loại mắc hơn á, thì mình có thể mình gặp bác sĩ ngoài, gặp bác sĩ nào cũng được hết, nhưng mà nó sẽ trả tiền deductible là tiền mình phải trả trước á, rất là cao luôn, có thể 20%. Còn mình cái HMO hay là MMO quên mất, nghĩa là mình gặp bác sĩ trong chi nhánh của mình á, nhất là mình gặp bác sĩ của mình chọn của cái trong bảo hiểm á, thì mình trả có 5 đồng copay thôi, bây giờ thì như 2 triệu đồng copay rồi đó. Thì nó bắt đầu nó bảo hiểm nó càng mắc, rồi bác sĩ rất là mắc, cái gì cũng mắc hết, nghĩa là hồi thời đó mình nhớ cái paycheck của mình nó lấy ra tiền, nó chứ tiền bảo hiểm rất là ít, rồi sau này nó lấy ra một tháng là cả gần cả trăm mấy cho gia đình này nọ đồ rất là cao, mà mình vẫn chỉ gặp bác sĩ của mình thôi. Mình muốn hoặc là cái chọn một cái clinic, một cái nhà thương nào nhỏ đó, mình đến đó rồi chuyện gì ở chỗ đó nó approve. Rồi đến bây giờ đến lúc cái gọi là Obamacare đó, thì họ sẽ cho những người nào mà không có việc làm, cái công ty nhỏ mà không có bảo hiểm đó, thì họ đã có quyền họ được mua, để chính phủ cho bớt một số tiền đấy không, mà vẫn còn rất là mắc đó. Thì nó vẫn vẫn vậy, là đến lúc ông Trump lên là ông bắt đầu ông siết cái Obamacare lại, ông không có cho giống như người nào mà subsidy, gọi là tiền tiền mà chính phủ cho nó rất ít, với lại cái tiền cái thời gian mà nhà ghi danh rất là ngắn, coi như là giới hạn rất là nhiều người phải không, này nọ. Cho nên cái bảo hiểm y tế của nước Mỹ là nó là một cái nước gọi là tự hào là cường quốc này nọ, rồi mà nó đối với nước Anh hoặc là đối với nước Canada, Thụy Điển rồi gì đó rất là dở. Mà người ta nói à, thì tại vì mấy nước kia họ đóng thuế rất là cao rồi, cho nên cũng như là cái những cái nước đó là nước welfare gì đó, gọi là socialist. Nhưng mà một như là nước gọi là nước hồi nãy nói tới đâu mà mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà đang lúc đang nói chuyện thì phòng phòng nhà thuốc nó họ gọi cho mình đang lấy thuốc á, thì mình phải đi ra lấy. Thì ra là họ mình đưa cho họ cái thẻ rồi họ đi vô trong rồi họ mới lấy ra cho đưa cho mình. Cái là bây giờ họ không có cho ai đi vô trong cái nhà thuốc Tây hết. Anyway, mình nãy mình nói ở đâu mình cũng không nhớ, nhưng mà tóm tắt lại là mình cũng đang nói về cái vụ bảo hiểm Mỹ rất là rắc rối so sánh với những cái nước gọi là cường quốc trên thế giới này, cho nên mình thấy cũng hơi lạ lùng như vậy. Nếu mà hồi đó giờ nó vậy rồi, cho nên nhiều khi mình cũng quen. Chỉ hy vọng sau này họ sẽ thay đổi thôi. Cũng giống như bây giờ đến đến khi mà tai nạn đến tệ như vậy rồi đó, thì bây giờ rất là khủng hoảng đấy không? Đủ thứ chuyện hết. Rồi những người mà không có bảo hiểm mà họ bị bệnh, dướng vô cái bệnh dịch này thì bây giờ lại bảo là cho khám free. Nghĩa là họ đến họ trị xong rồi á là coi như mình về, chứ mình không có được follow up nữa. Nghĩa là không có được đi theo với bác sĩ như bình thường nữa. Anyway thì ở đâu sống đâu thì chịu vậy thôi. Thôi mình đi về nha các bạn. Có gì chia sẻ thao tiếp. Bye.
Xin chào các bạn, mình đi bộ đây. Vừa lúc nãy định thâu 4K nhưng mà quên là cái máy này nó zoom vô cái mặt mình rất là gần luôn. Giờ phải chỉnh lại đang thử coi. Cái này chắc vừa tầm. Anyway, mình đến ra ngoài đây đi bộ chút xíu đó, rồi mình quay cái cảnh rồi đi bộ tán dốc cho các bạn chút nha. Ok, mình chuyển qua 4K đây. Hôm nay trời mây quá. Tự nhiên cái bài nó nằm trong đầu mình không biết cái bài hát gì. Ngày xưa cái thỏ nào ta? Hắn thế kỷ 90 hả? Đầu rồi 90, 91, 92, 93, 45. Tới đây karaoke thịnh hành lắm. Mình cũng mua một cái về rồi cái rủ bạn bè đến cuối tuần chơi. Rồi hát karaoke. Mà cái dĩa thoa bành gây tô gọi là cái dĩa đó chứa được chừng 10 bản. Sau này mấy cái máy rồi karaoke nó có cái hard drive nó biết cả ngàn máy luôn. Có mặt cái cả ngàn bản nhạc luôn. Chứ hồi đó mua một dĩa cũng mấy 30-40 đồng một dĩa. Hồi thời mình đi lính thì chỉ có bên Nhật mình biết karaoke. Tiếng Nhật là karaoke, karaoke. Còn tiếng Mỹ về đây mình nghe nói cái karaoke, karaoke. Còn Việt Nam thì karaoke. À, cái cây này nó có bông nè. Thâu 4K của cái máy Canon dở quá, nó zoom in á. To cả nè. Không có control được cái nét, lấy nét tự động. Dở quá. Anyway, mình nói gì, hồi thời 85 mình ở bên Nhật á, có thấy karaoke nhưng mình đâu có thấy thịnh hành gì đâu. À, mình không có thích gì hết. Nhưng chỉ có bên Nhật có, xong rồi về đây. Mấy năm sau đi học xong rồi mới đầu, mới đi làm mới đầu mới. Nó đến nhà Việt Nam nào cũng có karaoke hết. Sáu thứ bảy chủ nhật là lúc nào cũng phải tiệc tùng hết à. Không có cũng phải tiếp kiếm cớ. Kiếm cớ đặng uống bia, nhậu nhẹt rồi. Hát karaoke. Thì cũng có cơ hội đặng rủ mấy cô đến nhà chơi vậy đó. Không ai ngoài đường hết, trong nguyên cả xóm mình không ai ra đường hết. Mấy cái chỗ chơi thể thao này bây giờ ai cũng sợ. Trước khi chơi phải lau chùi cho nó sạch sẽ. Mình sẽ đi tới cuối xóm thì sẽ có gọi là nhà single house của người ta. Thì mình quay lại, cứ đi tới đi lui. Tới lui. Đủ tiêu chuẩn. Mấy hôm không đi bộ cái nó lười lắm các bạn. Đi phải điều chi. Trong cái xóm này của mình không biết bao nhiêu căn nhà ta, chắc khoảng 500 căn có. Đây là một cái loại bông. Đẹp không? Nó ra cái trái nhỏ xíu à. Không biết cái trái giống như cherry mà mình không có ăn, thấy không ăn được. Tới cuối đường này là hết cái xóm rồi.
Đến biết lúc nào trở lại bình thường chắc không là không có thể đâu, dù trở lại bình thường cũng vẫn vẫn người ta vẫn ái ngại gặp nhau, không bắt tay nữa đâu, cái bắt tay chắc lỗi thời luôn rồi. Coi lại mấy cái video cũ của mình mắc cười lắm. Cái hồi năm ngoái đi lên Canada đó, mình quay phim trời cái tay mình nó cứ dụi mũi hoài. Bây giờ thì thôi mình không nhớ. Cái tay mình đưa lên mặt là bắt đầu nhớ lại, không đụng vô, không đụng vô. Nó ngồi nhớ cái quay ngồi trong Costco của Canada đó. Nó quay mà tự ngón tay thì cứ ngứa ngứa mũi. Rồi ra tới đây là hết xóm rồi đó. Mé bên đó là gọi là nhà townhouse, single house, là nhà gọi là riêng biệt á. Họ không có associate là hùng chung với nhau đặng trả tiền cắt cỏ, họ tự phải cắt tự cỏ. Thôi quanh lại đây. Hồi thời 70, 80 coi coi phim thời 50, 40 thấy rất là innocent là gì? Thấy vô tư. Xong rồi tới thời 90 thì coi lại thời 70 thấy thời đó hippie vô tư. Rồi bây giờ thời 2000 2020 nhìn lại thời 80, 90 thấy vô tư. Biết làm sao nữa, ngộ vậy. Cái cơn dịch này làm cho người ta còn lạnh lùng với nhau nữa. Gặp nhau không có xã giao vui tươi nữa ha. Lúc sau này mấy đứa chắc khó cô gái đứng phải đứng xa 6 thước, I mean, 6 feet. Chứ còn không có đứng gần gần mà tán tán tỉnh được nữa, khổ cho mấy đứa nhỏ. Trời ơi, đó đi night club ở trong là kẹt cứng, đồng đứng đứng sát sát với nhau uống bia hút thuốc, trời ơi. Không thể tưởng tượng được cái chuyện đó là nó xảy ra bây giờ được. Từ khoảng từ 12 giờ đó mới vô night club chơi cho tới khoảng 3-4 sáng mới về. Trời ơi. Có lúc đi lên tới San Francisco 4 sáng lái xe về tới đây là 5 giờ sáng, đi phải đi ăn ăn sáng luôn xong rồi về ngủ. Thật tình. Bởi nên lúc mình lớn là la mấy đứa nhỏ, hơn hai đứa nhỏ mình nó cũng ngoan, nó không có không vậy. Như ông già nó thật mình cũng đâu quậy, đi ra ngoài chơi thôi chứ mày cũng làm gì. Đi tới lười mà không thấy ai ngoài hết, thấy các bạn không? Ok, thôi mình cúp đi bộ một chút. Vừa cầm này vừa đi bộ mỏi tay thiệt á. Tạm chào nha.